Xin chào mọi người nha, xin chào mọi người đã quay lại kênh VN của bên mình nha. Thì hôm nay mình sẽ vô mình sâu cá đó, 7 màu giá rẻ bên mình nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ sâu từng dòng dòng và báo giá cho các bạn cùng xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên cái bể kính rồi sâu, rồi mình sẽ sâu từng dòng cho các bạn cùng xem nha. Rồi bữa giờ mình sâu kiểu top view, bây giờ mình sẽ bắt lên hồ sô rồi mình sâu lên cho các bạn cùng xem. Đó thì cũng có nhiều anh em hỏi mình bắt lên bể kính quay video đi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt lên cho anh em cùng xem nha. Rồi, nãy mình đi qua ra thì phát hiện có một con mối đấy các bạn. Đây. Đó, nó chui xuống bể kính mình ăn cá mà nó lên xuống được mà nó lên không được nha. Chờ mình sâu xong chúng mình sẽ xử lý sâu nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt dòng tinh tia lên để sâu các bạn cùng xem nha. Dòng tinh tia bên mình rất là đẹp nha. Đó, các bạn thấy. Vây đuôi gì rất là đẹp, ok. À, bắt con mái lên. Rồi bây giờ mình sẽ sâu lên các bạn xem nha. Đó. Để lấy miếng đèn này chiếu vào cho nó sáng. Đây. Đó các bạn, cái dòng tinh tia này sâu bề kính thì cái đuôi nó lên tia rất là đẹp nha. Luôn, nó dòng tinh tia này mình bán với giá là 40k một cặp nha các bạn, 40k một cặp dòng tinh tia nha. Đó. Cái đuôi nó lên tia rất là đẹp nha. Đó, hiện tại trời đang mưa nha các bạn, trời đang mưa. Thì nó hơi ồn xíu nha. Rồi dòng tinh tia mình bán với giá là 40k một cặp nha các bạn. Trong máy. Đó, đuôi tia rất đẹp. Đây dòng tiếp theo dòng rồng San Endo nha. Đó. Mình tống thì người nó lên snake king rất đẹp. Đó, người lên hoa văn nha. Trống mái nha các bạn. Đây là rồng xanh Indo. Đó, size này size 2 tháng rưỡi nha các bạn. Đó, rất đẹp luôn. Dòng này chơi top view hay sâu bể kính đều đẹp nha các anh em. Rồng xanh Indo, trống mái. Size còn rất là tơi nha. Đó, các bạn thấy không, người bên người tống á lên hoa văn snake king rất đẹp. Đó, da rắn nha. Đây. Đó, có nhiều anh em kêu mình sâu về kính quay cái về kính nha. Đó thì dòng San Endo mình bán với giá là 40k cặp nha anh em, 40k cặp nha. Ở đây dòng full gold rich bong nha, full gold rich bong finse 30 bướm nha các bạn. Đây thì máy của mình nó lên 2 tay bơi luôn nha bạn, lên 2 tay bơi luôn, 2 tay bơi bướm nha. Đây thì giá với giá là 60k một cặp nha anh em, 60k một cặp nha. Đó, vàng gold rất đẹp luôn. Đó thì gold này chơi sau top view cũng đẹp mà sau bề kính đẹp nha, tại vì cái bộ vây nó finse rất đẹp luôn. Đây finse tai bướm luôn, rít bông nha. Đó cái màu vàng gold rất đẹp luôn. Đây các bạn thấy hai tay bơi nó lên tay bơi lên nha các bạn. Đó vàng anh kim rất đẹp luôn. Đó cái phin nó lên phin xe nha, phin xe cho bạn luôn, nó đẹp luôn. Góc bên này có con phin xe đây. Đó. Đây
Em quay buổi tối hơi hơi mở xíu nha. Đó, full gold Reebok mình bán với giá là 60k cặp nha anh em, 60k cặp nha. Đó, phin xe tai bướm luôn. Đó, thì nó lên ta bơi nha, lên ta bơi vàng cho anh em chơi luôn. Đó, đây quay top view nha. Đó, rất đẹp luôn. Đây dòng HB Lu nha, HB Lu thì mình bán với giá là 40k cặp nha anh em. Trống máy nè. Đó. Đây trống. Anh em mua về thả bể kính đó đẹp nha. Đó cái đuôi cái trống xòe đó đẹp luôn. Đó, có ánh sáng vô thì nó lên nửa xanh đen, rất đẹp luôn. HB Blue, họ mình bán với giá là 40k cặp nha. Đó. Đó, dòng này bề kính đẹp mà chơi top view cũng đẹp nha. Rồi trống máy full red nha các bạn, size còn rất là tơ luôn. Đó 30k một cặp full red nha. Đó full red. Trống máy. Ba mươi k cặp full red nha. Đó, anh em mua về thả bề kính, thả đi sinh màu đỏ nó đẹp luôn. Đó. Xe này size còn tơ nha. 30k một cặp. Rồi Blue Tarzan. Đó, 40k một cặp nha. Dòng này chơi top view thì nó sẽ đẹp hơn, tại vì lúc có anh đèn vô thì cái đầu nó sẽ hiện màu xanh lên nha. Đó 40k một cặp nha. Đó có ánh đèn xanh xanh. Đó anh em thả bề kính cũng rất là đẹp luôn. Đó 40k một cặp Blue Tarzan nha. Trong máy nè. Đó trống có ánh đèn vô thì nó sẽ là hiện lên cái người xanh đen rất đẹp luôn. Còn như anh em mà quay từ trên xuống dưới thì nó sẽ hiện cái đầu màu xanh. Đó, hiện đầu màu xanh lên cho anh em, rất đẹp luôn. Đó, dòng này dòng màu cổ điển rất đẹp nha. Mình rất thích chơi dòng này nha. Blue Tarzan 40k một cặp. Rồi, dòng tiếp theo dòng HB Retro nha. Đó, size này size 2 tháng rưỡi. Đó, con máy nó đang lên bay trên, rất đẹp luôn. Đang rủ rô nhìn nó đẹp nha, trống máy nha. Đây vây trên đỏ rồi nha các bạn. Đó đây máy này các bạn thấy không? Máy này vây đứng rất đẹp luôn. Đó 40k một cặp nha các bạn, 40k một cặp HB Retro trống máy nha. Đó size này anh em về làm giống rất ok luôn nha các bạn. Đó, rất đẹp nha. Cái dòng này dòng rô chơi vây lưng. Đó. Anh em chơi sau bề kính thì chơi khỏi cái bàn nha. Các bạn thấy không? Đó, vây đuôi cũng cách mái nè. Cái trống này, đó xòe rất đẹp luôn. Cái mái vây dựng rất đẹp nha các bạn. Vây dựng rất đẹp luôn. 40k cặp thôi các bạn. Đó rồng đỏ đợt này rất là đẹp nha các bạn. Đó trong máy nè, bộ vây trên rất là đẹp luôn các bạn. Đó bộ này mình bán với giá là 30k cặp thôi các bạn, 30k một cặp rồng đỏ nha. Đây rồng đỏ tia. Đó rồng đỏ số lượng nha, anh em là thích bắt bao nhiêu cũng có nha các bạn. Rồi rồng đỏ tia,
30k một cặp thôi các bạn, 30k một cặp tông mái nha. Bộ lồng đỏ này được lên rất là đẹp luôn các bạn. Đó, tông mái. Đuôi như một cái bông phượng nha, rất là đẹp. Nè. Đó. Chỉ có giá 30k một cặp thôi các bạn. Đó, anh em về thả bể kín rất đẹp luôn. Thôi video mình cũng xin kết thúc tại đây, các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký hộ kênh nhé các bạn. Đó, mình có để cái số điện thoại và Zalo bên góc màn hình, anh em nào mua thì cứ liên hệ số Zalo mình nha. Đó, mình sẽ ship toàn quốc nha anh em.